Xin chào quý khán giả, quý đầu tư và các nhà môi giới. Mình là Sông bên Bất Động Sản Nhân Trạch. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người về xã Phú Hội, một xã thuộc về phía bắc của huyện Nhân Trạch mọi người nha. Kênh của mình chuyên quay về các con đường và các dự án của huyện Nhân Trạch. Mọi người thấy video của mình hữu ích thì đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hiện giờ vị trí của mình đang đứng là giao giữa Phú Hội và Long Tăng mọi người nhé, trên đường cây dầu Lết Cao thôi. Trên quá trình quay thì mình sẽ triển khai một số cái thông tin hữu ích để cho mọi người cùng biết về khu vực nhé. Xã Phú Hội thì là phía bắc của huyện Nhân Trạch và với diện tích là gần 20 km vuông mọi người nha. Dân số hiện giờ là từ 8 đến 10 nghìn người. Con đường mình đang quay là con đường cây dầu nha mọi người. Tại sao gọi là đường cây dầu? Vì cái đường này là dân sinh họ trồng cây dầu rất là nhiều. Do vậy nên là khi qua con đường này thì mọi người luôn luôn nhìn thấy cây dầu. Do vậy dân khu vực đặt luôn là được cây dầu cho dễ nhớ mọi người nha. Cũng khá là lâu đời rồi. Mọi người thấy cái xe mình nó dốc không? Bởi vì mình đang đi trên một cái đồi nó xuống nha mọi người. Đối với người dân vùng biển và vùng đồng bằng như này thì sẽ gọi là cái dốc, cái mô. Nhưng mà mình là người dân ở Đắk Lắk nên là mình hay gọi cái này là cái núi, cái đồi. Độ dốc của cái đồi này là tầm 15 độ. Để nói đến khu vực Phú Hội này thì là khu vực đồi núi nha mọi người. Đồi núi khu vực rất là lồi lõm, luôn có cái vực sâu. Nếu mọi người xem video của mình về tái định cư Phước Thiền thì mọi người thấy là bên phía Phú Hội thì nó có một cái hố rất là sâu. Đó là bên Phú Hội đó mọi người nha. Vì con đường bên Phú Hội thì chủ yếu là rất là nhỏ, tầm 2m rưỡi, 3m, 3m rưỡi. Con đường 5-6 mét thì rất là ít mọi người nhé. Con đường một sẹt á, thì con đường cái dầu này thì tầm 15 đến 18 triệu một mét vuông. Một sẹt của đường cây dầu là tầm 12 triệu một mét mọi người nhé. Con đường cây dầu này là con đường nối trực tiếp của xã Phú Hội mình đi tắt qua trung tâm huyện rất là nhanh hơn cái đường Lý Thái Tổ về cái đường Quách Thị Trang và về cái đường đường đó là đường Nguyễn Hữu Cảnh mọi người nhé. Đi vào trung tâm huyện thì nó sẽ lâu hơn đường cây dầu, nên là đường cây dầu này mức độ giao thông rất là đông. Đây mọi người nha, đây là con đường Lý Thái Tổ mọi người nhé. Nếu mà không đi theo con đường cây dầu khi nãy mình quay á thì phải đi theo con đường này, đi theo con đường Lý Thái Tổ này tới con đường Nguyễn Hữu Cảnh thì rẽ tay trái về nha mọi người, thì rất là lâu nên là đa số dân sinh sẽ đi tắt qua con đường này. Đường này rất là tấp nập. Con đường Lý Thái Tổ này thì lộ giới là 26 mét, hiện bây giờ thì tầm khoảng 14 mét đó mọi người. Giá đường này thì tầm 20 triệu, còn khu vực buôn bán sầm uất như thế này thì tầm 30 đến 50 triệu nha mọi người, tùy theo vị trí. Đường một sẹt của Lý Thái Tổ này giá tầm 12 triệu đối với khu vực Phú Hội này mọi người. Mình sẽ nhìn thấy cái con đường một sẹt nào nó thể hiện được cái đường của Phú Hội thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé.
Đây là cây xăng Phú Hội nha mọi người. Từ đường cây dầu mọi người qua cỡ tầm 3 đến 400 mét là có cây xăng mọi người nhé. À, cây xăng dầu Kim Vinh. Đây, đường Phú Hội đây mọi người nhé. Đây là hình ảnh tượng trưng cho cái đường Mọc Sẹt ở Phú Hội. Đường này tính ra thì cũng rộng rồi mọi người, cũng rộng rồi. Trong này thì đang xây dựng, thôi mình ra nhé. Mình sẽ qua một cái con đường khác. Tính ra thì con đường này là khá rộng rồi đó mọi người. Con đường Phú Hội thì đa số là nó nhỏ hơn. Đường này là tầm 4 mét rồi. Đường này 4 mét. Phú Hội thì tầm 2,5 đến 3,5. Đó là nhiều. Nếu con đường Mọc Sẹt mà lớn như vậy thì giá có tầm 13 đến 15 triệu á mọi người. Đường lớn mà. Còn giá khu vực này tầm 12 triệu thì các con đường nhỏ mọi người nhé. Đây là một con đường biểu trưng của huyện nhân của xã Phú Hội mọi người nè. Tổ nhân dân số 8. Đây mọi người nha. Con đây. Đây là hình ảnh thực của đường Mọc Sẹt Phú Hội. Đầm này là rất là nhiều. Cái đường khoảng cách như thế này. Đó, mình sẽ quay tượng trưng này cho mọi người hiểu về khu vực mọi người nhé. Tới đây thì vô sâu quá, mình sẽ quay nó sẽ tốn thời gian của mọi người. Mình quay vô để mọi người hiểu sơ về khu vực. Bên ngoài thì đường nhựa, sau đó vô trong thì đường bê tông, và vô sâu nữa thì đường đất mọi người nhé. Vì khu vực nào nhiều nhà nữa thì nó sẽ yêu cầu trợ cấp của chính phủ làm đường thì sẽ trả nhựa. Vô đường dân sinh thì chính phủ sẽ và nhà nước sẽ trợ cấp 50, người dân 50 sẽ làm đường bê tông. Và vô sau nữa thì người dân dân số nó cũng ít, đôi khi phải chịu đường đất mọi người ạ. Đất của Phú Hội này thì đa số là đồi núi mọi người nhé, đa số là đồi núi và vực sâu. Đó, mình sẽ quay sơ bộ vào con đường này, mọi người sẽ thấy này, đó nó sẽ lên núi thôi, lên núi cái dốc này thì tầm khoảng 10 độ. Khi nãy con đường đi vào thì quay từ trên dốc mình xuống dốc, còn hiện giờ thì đối với con đường này thì mình là dưới dốc, mình chạy lên dốc. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Lên dốc, con đường này
là vào khu công nghiệp luôn đó mọi người. Con đường này sẽ giao thương với qua khu công nghiệp, khu công nghiệp 2 á, 13625 đúng rồi đó, qua khu công nghiệp 2. Ở đây là Ủy ban Nhân dân xã Phú Hội nha mọi người, Hội đồng Nhân dân xã Phú Hội, Ủy ban Nhân dân xã. Vị trí khu vực này thì tầm 40 đến 50 triệu một mét, khu buôn bán thì 50, khu yếu hơn chút thì 40. Vì dân cư rất là đông mua bán. Khu chợ sáng mọi người, gần cái con đường mà mình quay vô cái đường một sẹt tầm 3 mét cho mọi người xem á, đó là khu chợ sáng đó. Thì đó là có một cái điểm ăn sáng, thì buổi sáng rất là đông người khu đó, gọi là hay là ấp Phú Mỹ, ấp Phú Mỹ 1, ấp Phú Mỹ 2. Đang Phú Hội này thì đang cải tạo đường Lý Thái Tổ này mọi người, làm mương nước hai bên cái đường Hùng Vương đó mọi người. Khi mình quay xã Phước An á thì bên xã Long Thọ thì dưới đó cũng đang cải tạo đường Hùng Vương mọi người nhá. Còn bên Phú Hội này thì cũng đang cải tạo đường Lý Thái Tổ. Trong năm 2020 với 2021 này thì nhân trực đẩy mạnh cái vấn đề về cơ sở hạ tầng nha mọi người, đẩy mạnh rất là mạnh để thu hút người dân về đây sinh sống, tạo tiền đề cho nhân trực phát triển trở thành thành phố vệ tinh đáng sống nhất xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là vệ tinh top 1 đó mọi người ạ. Khi mà cái cầu Vành Đai 3, cây cầu Cát Lái, cây cầu Phước Khánh, cầu vượt cao tốc 319 nhập lần chỗ Phước Thiền đi vào hoạt động thì Phước Thiền này sẽ phát triển rất là mạnh, vì cái giá thành của thành phố Hồ Chí Minh quận 2, quận 9 nó tăng rất cao, thì bên nhân trạch này tầm giá khoảng 15 đến 20 triệu, đó là một cơ hội thời để người dân có thể sở hữu một bất động sản tốt gần thành phố để sinh sống và làm việc. Nếu mà đầu tư thì hiện giờ thì cây cầu và các tuyến đường, các cơ sở hạ tầng nó chưa có hoàn thiện, đó là cũng là một cái cơ hội để cho mọi người đầu tư một cái bất động sản nơi đây. Còn tới khi mà nhân trạch đã vươn mình thì khó lòng mà mua được bất động sản khi mà người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ về ngày một đông. Đất Phước Thiền thì sau khi cái cầu 319 đi vào hoạt động á thì đất Phước Thiền sẽ lên giá rất là cao, vì dân sinh thành phố Hồ Chí Minh cũng nhồm ngó khu vực. Okay, tới đây là cũng tới cổng chào xã Phú Hội rồi đó mọi người, thì cũng gần hết cái hành trình của mình rồi. Còn khúc nữa thôi thì chúng ta sẽ tới
điểm giáp ranh giữa Phú Hội và Phước Thiền mọi người nhé. Ok, tới đây là cũng hết xã Phú Hội rồi mọi người ạ. Hiện tại thì vị trí của mình đang đứng đây thì cũng thuộc địa phận của xã Phước Thiền rồi. Đây là ranh giới giữa xã Phú Hội và xã Phước Thiền mọi người nhé. Đây là con đường vào khu tái định cư Phước Thiền. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mình là Sông Bên Bất Động Sản Nhân Trạch. Kênh của mình chuyên quay về các công đường và các dự án của huyện Nhân Trạch. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe kênh ủng hộ cho mình nhé, để có mà mình có cái động lực để chia sẻ cho anh em nhiều cái video thực tế hơn và hữu ích hơn, giúp cho anh em có cái nhìn thực tế về khu vực. Ok, cảm ơn mọi người nhé.